Mua app Liên Minh hoặc Liên Quân tại appvip247.com. Ok, xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Anh em thấy gì không? Đây là một cái bộ skin mới nhất của Ezreal. Đây, hiệu ứng Control 1. Ồ, nghe điện thoại. Lại có điện thoại, ui. Hiệu ứng cực kỳ đẹp khi mà... Đây, Control 2 nhá. Ồ, cái này mấy ông người bảo là hiệu ứng rất là bản năng vô cực. Và đây là Control 3. Mua máy quay cuồng. Control 4 bởi vì tự cười chế giễu đối phương. Rồi, và đây skin này đó chính là skin Ezreal Học Viện Anh Hùng, có tên gọi khác tên tiếng Anh là Ezreal Battle Academia. Đấy. Và trong trận đấu hôm nay được hỗ trợ của tôi đó chính là Zumi. Đội tướng này rất là khó chơi luôn anh em. Không phải là có chơi, một phần gọi là tất cả người chơi trên thế giới về cái server thử nghiệm này có thể ai cũng muốn chơi, cho nên là rất khó để có thể mình gọi là thử nghiệm cho anh em được. Nhưng mà anh em muốn mình thử thì mình sẽ cố gắng thật là nhiều để có thể chơi cái vị tướng này cho anh em xem. Hiện tại thì Việt Nam chưa ai làm cả, mình sẽ cố gắng làm người đầu tiên thử nghiệm cái vị tướng Zumi. Ôi, túi vàng thì thơm này. Thơm liền anh em. Thơm liền. Lại được 5 đồng nữa. Ôi, tung trúng luôn cả. Kinh quét. Ra xua này ông AD và Katarina hỗ trợ. Đúng này. Server nào thì cũng có là trong củ chuối. Cầm ra xua đi AD. Chết rồi. Bê. Chạy ngay. Và tua đến cấp của hai nó xuất lên, nó chém không chịu phát nào luôn. Đau ơi đau. Chỉ cố gắng pha mà thôi. Khó quá anh em. Và tua này nó có cái từng gió lợi hại lắm. Ủa, từng gió của nó lợi hại kinh khủng. Lên đây mày, lên đây. Không chịu không? Mày quá là túi vàng. À, khổ báo à? Khổ báo là anh em. Mày ông bị ngáo cho nên là bắn trụ lướt nhầm vào trụ rồi vài. Ăn ngay cái đốt của Zumi. Anh ta đã phải nằm xuống. Đấy, thôi bị ngáo. Bị ngáo này. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng dọn dẹp đốt cái đồng lính này và chúng ta đi về nhà. Đi về nhà ạ. Delay quá anh em. Server này mình chơi với ping đó chính là 254. Hồi nãy anh em chơi có 5 hoặc là 6 ping mà thôi. Hiện tại mình chơi với ping 254 là anh em hiểu như thế nào đấy. Cực kỳ bị delay luôn. Hôm nào chơi server PBE là sẽ biết. À, hiệu ứng E này. Hiệu ứng E có di chuyển. W Q. Trời ơi, mình thích nhất là cái E của nó. Giống kiểu như là dịch chuyển tức thời. À đúng rồi, cái skill này đúng rồi, đúng là dịch chuyển tức thời thật. Nhưng mà nó có hiệu ứng cực kỳ đẹp luôn. Ta vào đây. Ủa, con mèo kìa. Mèo dễ thương quá. Uầy, dùng EMT luôn. Vậy thì bắn luôn chứ hỏi. Đây. Rồi xong không ra xua. Xong ông ra sâu rồi. Còn ông ra ta nữa. Ông bay nhảy đi đâu? Bay nhảy đi đâu? Trời ơi. Pha anti này, anti vào góc chết rồi anh em ạ. Không thể nào mà né được nữa. Và như anh em đã chứng kiến cái hiệu ứng anti vừa rồi, cực kỳ đẹp. Quá ngầu luôn. Đây, khi mà chúng ta kích hoạt được 5 cái nội tại thì anh em sẽ thấy hiệu ứng đỏ đỏ gì nữa ở dưới chân của mình. Đấy, anh em thấy không? Kiểu như đang tẩu hỏa nhập ma vậy. Đấy không ơi. Siêu ngầu. Đi đấy. Nắm tay băng giá. Cộng với giày ông nhỉ. Bán này đi vậy.
Đây, mua tại vì nó bị delay quá cho nên mình cần cái lượng tốc độ đánh cao cao một chút mới thể farm dễ hơn. Lấy trụ nào. Thằng Yasuo này nó lên mid nó chơi mất rồi anh em, thì nó sẽ bị mất trụ vậy. Hoặc là có thể một pha đổi trụ. Dòng với Zana của này không ôm được, vậy là chúng ta đổi trụ rồi. Đổi trụ bot lấy trụ mid rồi. Sao cả. Bây giờ thì mình sẽ lên mid nè. Lên mid thôi. Không cho này về nhá. Ui, nhanh nhé. Thằng này nó về nhanh vậy anh em. Mới thấy nó vừa đứng đầy mà anh em. Nhưng mà mình vừa soi được ông Di ở trong cái khu rừng kia nữa. Rất may. Bây giờ thì mình sẽ ra mid và dép lên. Ui. Dép này thích treo đúng không? Dép này mình thích treo là tôi thích bụi quá nào. Từ từ từ. À. Ôi. Chơi à? Ông chạy đi đâu? Quý đó không? Hay quá ông ơi. Còn gì nữa này? Ông. Trời ơi. Đi nó khỏe quá. Cái ông Udi của bọn tôi bị AFK mất rồi. Đấy, bọn này nó nhanh chóng lấy trụ bot của tôi rồi. Bây giờ là một trận đấu 4 đánh 5. Nên chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa. Rồi sao? Chạy đâu bây giờ? Ăn nó không? Ủa, ăn hơi nhiều đấy ông Yumi ạ. Lấy kiểu gì tôi ăn được. Và cái đòn đánh thường vừa rồi đã lấy đi mạng của Yasuo. Không xong rồi. Đẩy luôn, đẩy luôn. Farm luôn. Zatna để ông limit anh em. Tại sẽ vừa thử nghiệm. Anh em có thể gọi là thử nghiệm những gì mới lạ. Nó gọi là thử nghiệm thì nhiều ông chơi những vị tướng củ chuối cực. Rồi xong Zatna rồi đấy. Bắt đầu tiên. Chạy đâu. Ui nó không đấy à. Khôn vậy ba. Khôn vậy ba. Khôn quá đê. Không sợ chạy đâu vậy. Anh ta gì được chết. Không phải ở đây bên cạnh tôi. Đấy. Tôi với ông là bá chủ võ lâm ở đây. Cái đó, cái đó. Qua. Kết. Tốc biến. Má tung chỉ với người mà thôi. Đấy là cái tiền đề chúng ta kết đéo những thành viên còn lại của tay bạn. Đóng gì đó. Tha man anh em. Chết đến đôi rồi còn tha man à. Tha man. Tha man. Tha man rồi uống này. Còn người đám mẹ nó không tha cho nó anh em. Người đám mẹ không chịu tha. Cho nên người ta đã phải trả giá. Rồi, cứ ông biến về. Ôi, siêu ngầu. Quá ngầu luôn. Kiểu Ezreal một trong những vị tướng mà mình thích nhất và có nhiều skin nhất. Ezreal này với cả con lắc anh em giống kiểu như là con trai cưng của Riot rồi. Con trai cưng của Riot cho nên được lắc rất là nhiều skin luôn. Này, cái skin này là một skin huyền thoại nha anh em. Huyền thoại sẽ chắc chắn sẽ kèm với một cái giá đắt đỏ. Tấm bảng tháng cuối tháng năm trong tầm tháng năm sẽ ra mắt tại Việt Nam. Có giao tranh rồi. Và phát kết hợp này thì bảy nó không ổn. Và thì chưa dừng ai cả. Au. Bắn tôi à? Thích bắn tôi à? Ui, có một hit kìa.
Có thôi máu chúng nó, hồi máu chúng nó vậy. Đỡ mạng rồi. Rất ông cứu bồ kia. Cứu bồ ra cứu mấy bây giờ. Đấy chịu rồi. Cứ thế một pha. Vào đây. Zorik. Zorik, Zorik. Zorik này, Zorik. Về đi, về đi. Đi ra bây giờ. Cái vòng này nó về đấy anh em ạ. Về ngay cho tôi. Ok. Thêm một cái này đó. Đây thôi. Em này căng quá. Em này căng quá. Đầu 4 đánh 5 nhưng mà rất là khó cho chúng ta. Đây đây đây. Tôi đến đây. Mạng của tôi mất rồi em ạ. Chợ kiểu cung chân chính rồi. Chợ kiểu này nó chết mất rồi. Lấy trụ, lấy trụ, lấy trụ. Rồi, cái mạng của tôi ăn rồng Amazon. Ăn rồng Amazon đây. Thôi kệ, ra cái lấy trụ vậy. Ghét đây rồi. Chưa thấy cái nào nó xuất hiện cả nhỉ. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hay quá, hay quá. Đấy, anh em chỉ cần phòng vệ với nhau mà chúng ta quẩy hết. Không sợ bố con nào. Để thêm ra be le về rồi. À, gì đi, gì đi. Đang gì rồi chết. Chuột, 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 chuột. Xuống không ơi. Tôi bắn làm chậm nhá. Tôi bắn làm chậm nhá. Rồi xong. Triple kill, triple kill. Rồi nhỏ này. Chạy gì đâu. Không có cái thương này. Chạy gì đâu. Về thôi nào, về thôi nào. Gì ra nó chém mặt chiếc bộ kêu lại bây giờ. Thôi, về đi, về đi. Tính thao chút nữa nhưng mà thôi, gì nó ra mất rồi. Về. Thôi mình vệ sâu hơn chút nào. Ra này nó quy bắt nữa là hỏng người luôn ấy. Không có bộ đỏ. Thì ăn được mà, ăn tôi tổ thoát được. Ông kia ăn xong ông tổ thoát được. À, mình đã chơi thử Lumi ở trong phòng tập rồi. Cái quy của nó giống kiểu như giống kiểu một skill định hướng vậy. Để quay vòng tròn anh em. Anh em cần điều chỉnh nó. Con này đợi là một lù à. Nhiều cho ông vậy. Đang ăn vật. Ping ăn. Đây đây nhiều cho ông. Tưởng nhờ chúng mình đi. Về đi ông ơi. Về đi. Giết được không? Cho tôi giết. Xong, đẩy cái tin tiêu rồi. À, vẫn giết được. Nhưng mà anh ta nằm xuống ngay lúc đấy. Mid đổi hỗ trợ. Lấy gì mà lại bây giờ. Trong khi đấy thì hôm nay là AFK nữa. Uri AFK. Vậy ra mà chơi. Ra mà chơi. Ra mà chơi. Bây giờ thì cố gắng test những cái con là lịch sử cấp này thôi. Mặt có khác. Có ác gó. Với đấy là cái con dung đi anh em. Giống kiểu như chỉ có một nửa thôi. Kiểu e-bot anh em. Kiểu như là đang một rưỡi đánh hai vậy. Nó chấp một người nó không có khống chế là một này. Cái anti của nó khống chế nhưng mà cần phải đợi đến level 6 thì nên là khống chế được. Skill chủ yếu của nó là Q là cầu máu với cả làm chậm. E à, đập E là hồi máu. Còn W giống kiểu như nhập vào người ấy. Để né đi skill ấy.
Cái Sung Hy cũng là một tướng hỗ trợ. Đó, mình nghĩ là anh em khi nào về Việt Nam thì anh em nên thử. Và nhân tiện đây thì anh em nào muốn mình làm tướng gì? Đó, đúng rồi, làm vị tướng gì, lên đầu gì thì anh em đừng quên là comment cho mình biết nhá. Cũng như là anh em là comment ý tưởng ngay, comment ấy sẽ được nhiều like nhất, sẽ tặng cho anh em đấy một skin ngẫu nhiên tại server Việt Nam. Đấy anh em, cứ comment đi. Nếu comment nào được like nhiều và hưởng ứng nhiều, được tất cả mọi người like thôi, sẽ tặng cho anh em một skin ngẫu nhiên nhá. Quay trở lại trận đấu, quay trở lại trận đấu, một ngay hai xác. Hiện đây có phải pha lật kéo hay không? Ta cùng đón xem tiếp. Xem thì nhớ like và đăng ký kênh. Được rồi, cứu rồi. Xong chết. Này thì chết cả mẹ với con luôn. Nhập một người. Di này mới được sửa lại nha anh em. Có một tin vui cho những anh em chơi Di. À, Di đã được sửa lại. À, ông này vào lại rồi đây. Thơm, thơm, thơm. À, có chịu nữa thì anh chiến thắng. Có thể Canada này không chịu ghép nhà được anh em. Toàn đi đánh nhau không ạ? Cố lên nào. Để bạn đoán vào giòn mất rồi. Sau cái vào nãy mình chết. Anh bạn đoán ba giòn rồi. Ta cái ông không chịu đẹp nhà, toàn đi đánh nhau không ạ? Lắc quá, lắc quá. Di chuyển khó ơi, khó luôn anh em. Wow, vừa rồi giống kiểu như là đang bị delay ấy, cứ đứng bắn vào lính không à. Có giờ luôn nào, lấy trụ thôi, lấy trụ, lấy trụ. Nhà lính mà về nhá. Đinh. Đã phun đồ. Ok. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Nó xuất ra rồi. Chuồn, 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 chuồn. Ơ, con chuồn chuồn đi. Ra là chém đầu mấy ông bây giờ. Phép đi. Ok, anh Tì đau hơn chút. Chêu à. Bây giờ là nếu có mắt thắng thôi. Là chiến thắng. Hoặc là có thể gấp lại. Một trong hai anh em. Chúng ta đã gặp nguy hiểm. Bằng ta đã phải dụng mình cái anh Tì để có thể tẩu thoát được. May chậm đắc lực đấy, có thể làm chậm cho tiếp cận được Zana. Zana từ đầu quên chờ ông chưa bút cho mình một cái giáp nào luôn anh em. Ông thật tấn em luôn. Có mũi giáp cho ông ấy không ạ? Đổ máu rồi. Mất tôi không thứ hai rồi. Tao xua đang lao vào. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Quá. Thằng tí thằng nào, thằng tí thằng nào này. Để đây. Đi đường thẳng anh em. Đi đường thẳng. Để là không đi đường kia mà không đi đường thẳng.
đây là 1.000 tuổi đây. Đây là 1.000 tuổi đây. Đừng bảo lại. Bảo lại. Tìm một chút. Rồi, chơi Baron luôn. Chơi Baron luôn anh em. Chiến thắng vẫn còn đấy. Ta cần phải nỗ lực lên. Có vẻ là hơi lâu đấy. Tiếp tục ăn thành công đây. Quả này gãy rồi, quả này gãy rồi. Từ bỏ. Từ bỏ anh em ơi. Chuyên nhập vào người tôi nhanh. Rồi. Ok, cũng được đi rồi. Bây giờ là có cái này nhé. Chết. Không chịu chết này. Rồi, xong. Làm pha nhận kèo. Và bên bạn đã chọn mục tiêu là Baron. Endgame thôi nào. Endgame ngay cho tôi. Katarina ở chợ. Và còn đến 5 thành viên của tôi chưa chết ai cả. Có Baron nhưng mà chắc chắn không thể nào mà có thể đẩy được. Ép được đây. Ép kiểu gì. Và chiến thắng trận đấu này dành cho đội tuyển Phong Vũ Cúp Lâu. Ok. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nhá. Tạm biệt.